Thưa quý vị, năm 2020, Việt Nam đón nhận dòng kiều hối 15,7 tỷ đô la Mỹ và là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Đây được xem là một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế với nhu cầu ngày một tăng của nhiều người lao động, du học sinh, Việt kiều đang sinh sống tại nước ngoài. Đó chính là cơ hội cho nhiều công ty fintech phát triển thị trường nhờ vào lợi thế công nghệ. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có số lượng người lao động và du học sinh Việt Nam đông đảo hàng đầu châu Á. Chính vì vậy, nhu cầu chuyển tiền từ những quốc gia này về Việt Nam và ngược lại cũng phát triển đồng hành. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chuyển tiền giữa các quốc gia thường tương đối phức tạp và nhiều yêu cầu xác minh cũng như phí chuyển còn cao so với đối tượng là người lao động hay là du học sinh. Hiện nay, theo sát sự phát triển của công nghệ fintech, những công ty tài chính công nghệ tại Nhật Bản và Hàn Quốc như SBI Remit hay là SBI Cosmoney đang là những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đặc biệt tập trung vào thị trường Việt Nam do nhìn thấy cơ hội từ thị trường và lượng người Việt sinh sống lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc thì ngày một tăng. Với thị trường gồm hơn 420.000 người đang sinh sống tại Nhật và quy mô lượng chuyển tiền 47.000 tỷ đồng vào năm 2019, chúng tôi dự đoán con số này còn tăng mạnh cùng với số lượng người Việt đang gia tăng tại Nhật. Hiện tại, bằng việc sử dụng nền tảng công nghệ của Ripple, phí chuyển tiền rẻ, chúng tôi tiện lợi hơn nhiều so với dịch vụ chuyển tiền của các ngân hàng. Thông qua việc sử dụng các công nghệ fintech hiện đại, các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam đảm bảo an toàn, minh bạch và hợp pháp, được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối cũng như các quy định về phòng chống rửa tiền. Đây chính là lợi thế của các fintech Nhật Bản, Hàn Quốc. Có thể giao dịch ngay ở trên app điện thoại, ban ngày hay ban đêm thì người nhà ở Việt Nam đều nhận tiền trong vòng 2 phút. Rất là tốt. Hiện tại tất cả các dịch vụ của SBI Cosmoney đều có thể tiến hành online trực tiếp trên ứng dụng điện thoại. Tất cả các giao dịch đều được xử lý tức thời với tỷ giá cao. Người nhận ở Việt Nam có thể nhận được tiền cực kỳ nhanh chóng là một trong những ưu điểm của dịch vụ này. Là một trong những trung tâm đào tạo kỹ năng lao động lớn ở Nhật Bản, trung tâm này hàng năm đều tiếp nhận và hỗ trợ giảng dạy kiến thức, kỹ năng, bảo vệ quyền lợi cho nhiều lao động đến từ Việt Nam. Em còn muốn kiếm tiền để phụ giúp cho gia đình. Thì về cái việc mà chuyển khoản thì em đã luôn nghỉ trước khi mà đi Nhật rồi. Với nhiều học viên, chúng tôi thường hướng dẫn họ đến những kênh chuyển tiền hợp pháp để chuyển tiền về cho gia đình mình tại Việt Nam. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về lượng kiều hối chuyển về với 15,7 tỷ đô la Mỹ. Đây luôn được xem là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng thể của nền kinh tế cũng như giúp nền kinh tế giảm sự phụ thuộc vào dòng vốn nước ngoài. Với nhu cầu có thực của người dân và sự phát triển của công nghệ, việc nhập cuộc mạnh mẽ của các fintech từ Hàn Quốc, Nhật Bản vốn là những thị trường tài chính hàng đầu thế giới sẽ ngày càng củng cố thêm dự trữ ngoại hối của Việt Nam cũng như đáp ứng được nhu cầu giao dịch cho nhiều người Việt xa quê hương.